Ông Phan Xuân Vũ, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, những thông tin về nhân thân các đời vua Hùng đều được đơn vị này tham khảo trích dẫn từ cuốn giới thiệu khu di tích lịch sử Đền Hùng của tác giả Vũ Kim Biên. Thông tin về các đời vua Hùng là thông tin mang tính huyền sử, được truyền miệng lại từ lâu nên khó có nguồn nào có thể khẳng định chính xác. Đơn vị này chỉ chọn những thông tin dựa trên các tư liệu đã được nghiên cứu và xuất bản nhằm để phục vụ việc tưởng nhớ công ơn các đấng dựng nước. Trước băn khoăn của dư luận về những con số khổng lồ phi sinh học này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết, trước mắt đơn vị này chưa có đủ khả năng để thẩm định tính chính xác của thông tin trên các biển này, nên chưa thể ra quyết định tháo hay sửa lại nội dung. Trong tháng 5 này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai sẽ tổ chức một cuộc hội thảo mang tên Tây Sơn Thượng Đạo, trong đó có sự tham gia của nhiều nhà sử học có uy tín trong cả nước. Đơn vị này sẽ xin ý kiến để có những giải pháp xử lý cụ thể đối với những biển thông tin gây nhiều băn khoăn thắc mắc này.